Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe crossover 5 chỗ ngồi. Đó chính là chiếc xe Hyundai Tucson này quý bạn nhé. Ở Hyundai Tucson thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, chia làm những cái phiên bản như phiên bản máy xăng, phiên bản máy dầu. Trong những phiên bản máy xăng hoặc những phiên bản máy dầu đều chia ra làm những cái phiên bản tiêu chuẩn này, phiên bản đặc biệt này, phiên bản cao cấp. Thì hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản máy xăng cao cấp quý bạn nhé. Động cơ 2.0 máy xăng và là cái phiên bản cao cấp nhất quý bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Và chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 2 vạn km thôi, cụ thể là 2 vạn 8 km. Với lốp xưa cua thì còn chưa hạ quý bạn nhé. Cả một cái dàn lốp này thì chủ xe vừa mới thay lên Michelin. Bởi vì là nguyên bản của chiếc xe Hyundai Tucson này thì Hyundai trang bị lên là chỉ có một cái dàn lốp là Kumho thôi các bạn nhá. Dàn lốp Kumho thì chạy nó không được êm ái, không được mượt mà như những chiếc xe, những cái dàn lốp Michelin. Cho nên chủ xe vừa mới thay lên cả một cái dàn lốp Michelin mới tinh luôn, rất đẹp luôn các bạn nhá. Lốp xưa cua thì còn nguyên bản chưa hạ quý vị các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản máy xăng cao cấp, phiên bản cao cấp nhất này thì xe cũng đã được trang bị full option rồi quý vị các bạn nhá. Từ khóa thông minh, đèn nổ start top cho đến nội thất da, hai ghế trước này là chỉnh điện này, cửa sổ nóc này, cửa sổ đằng sau là panorama toàn cảnh quý vị bạn nhé. Điều hòa tự động hai vùng độc lập, camera lùi, cảm biến lùi. Và đặc biệt thì nhìn về cái phần đầu thì quý bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị toàn bộ là đèn pha bi xenon ông này, rửa đèn pha này, đèn led này đấy. Và chủ xe cũng đã lắp thêm một cái ốp cản trước này và ốp cản sau, rất đẹp, rất là mới rồi quý vị bạn nhé. Với chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản, không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 790 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc trả trước là 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm quý vị bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản máy xăng cao cấp này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản máy xăng cao cấp 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu này. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản 2.0 máy xăng bản cao cấp, sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển nội, một chủ từ đầu này. Chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Tucson 2019 cao cấp máy xăng này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.